Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Đấu Phá Thương Khung phần 5 tập 77. Ở cuối tập trước, sau khi ý nghĩ vừa xuất hiện trong lòng, Tiêu Viêm không hề chần chờ, mạnh mẽ phát động thủ ấn. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Tiếng quát thầm trong lòng vừa dứt, lưu ly liên tâm hỏa trong cơ thể liền đi theo lộ tuyến là một kinh mạch kỳ dị. Một lực lượng cuồng bạo cũng chậm rãi xuất hiện ở bên trong, làm cho trong cơ thể Tiêu Viêm tràn ngập lực lượng mạnh mẽ. Khí thế đột nhiên tăng vọt, Tiêu Viêm cũng không để ý tới sắc mặt hơi đổi của hai người Ngô Nhai đối diện, ngân mang chợt hiện lên trên bàn chân rồi thân hình khẽ run. Thân hình như quỷ mị hiện ra sau lưng hai người, dùng quyền phong nóng cháy tấn công mãnh liệt vào sau lưng hai người. Hai người Ngô Nhai phản ứng cũng không chậm, sau khi cảm ứng được quyền phong nóng bỏng thì đầu tiên là nhanh chóng xoay người lại, dùng đấu khí hùng hậu bao phủ lấy nắm tay, đấm ra thật mạnh, va chạm trực tiếp với hai đấm của Tiêu Viêm. Ngay lập tức một tiếng nổ mạnh vang lên, rung chuyển cả bầu trời. Gợn sóng kình phong lan tỏa ra khắp nơi, Tiêu Viêm lui lại phía sau một bước, bả vai run lên, lập tức hóa giải ám kình từ tay chuyển đến. Thân hình Ngô Nhai run rẩy dữ dội, cũng lui về sau vài bước, một trưởng lão bên cạnh có thực lực ước chừng 4 tinh đấu hoàng cũng phải lui về sau 3,4 bước mới ổn định được thân hình. Nhưng sắc mặt đã đỏ lên, không ngờ tới chỉ qua một hiệp đã bị tên tiểu tử có thực lực vỏn vẹn một tinh đấu hoàng làm cho chật vật như thế, điều đó khiến hắn cảm thấy hơi mất mặt. Cẩn thận một chút, tiểu tử này hẳn vừa rồi đã sử dụng bí pháp để tăng cường sức mạnh, chỉ cần chờ một khoảng thời gian thì hắn sẽ suy yếu đi, lúc đó lấy mạng hắn dễ như trở bàn tay. Ngô Nhai không hổ danh là người biết rộng, liếc mắt một cái là đã biết được nguyên nhân tại sao thực lực Tiêu Viêm tăng mạnh, lập tức trầm giọng nói. Ân, tên cường giả 4 tinh đấu hoàng kia gật đầu, ánh mắt hung dữ liếc qua người Tiêu Viêm. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hai người, trong lòng Tiêu Viêm vốn định tốc chiến tốc thắng nên không dám có chút chần chờ, ngân mang trên chân chợt bùng nổ. Thân thể rung lên, lưu lại một tàn ảnh tại chỗ mà thân thể đã nhanh chóng xuyên qua Ngô Nhai, đến trước mặt tên 4 tinh đấu hoàng. Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện trước người đã làm cho tên 4 tinh đấu hoàng này hơi hoảng sợ, đấu khí trong cơ thể tuôn ra, sau đó một luồng đấu khí mạnh mẽ bắn ra khỏi tay, hướng thẳng về phía Tiêu Viêm. Trên thân thể Tiêu Viêm lập tức bốc lên hỏa diễm màu bích lục, trực tiếp luyện hóa luồng đấu khí ấy. Dựa vào phần quyết kỳ diệu, hắn đã không yếu hơn bao nhiêu so với một gã 4 tinh đấu hoàng. Hơn nữa lại thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, thực lực sớm đã hơn xa 4 tinh đấu hoàng, nên công kích của đối phương sao lại có thể thương tổn hắn được chứ? Nháy mắt đã luyện hóa luồng đấu khí tấn công, thân thể Tiêu Viêm đột nhiên nghiêng về trước, tấn công trực tiếp vào tên trưởng lão kia. Phần eo uốn lại, tập trung lực lượng toàn thân ở bả vai, sau đó đánh mạnh vào lồng ngực của người đó. Tiếng kình khí nổ ra mãnh liệt, sắc mặt tên trưởng lão kia hơi trắng, kèm theo là tiếng rên đau đớn từ cổ họng. Hiển nhiên, dưới sự cận thân công kích mãnh liệt của Tiêu Viêm, hắn không kịp ứng phó nên đã bị đả thương. Trong lòng hoảng sợ, đấu khí song rực sau lưng tên trưởng lão rung lên, liền nhanh chóng thối lui, nhưng vừa lui ra sau không tới vài thước thì Tiêu Viêm như là con giòi trong xương bám sát không rời. Khóe miệng khẽ cười nhạt, nắm tay mang theo kình phong sắc bén xé rách không khí, mãnh liệt đánh trúng vào trước ngực người đó. Bát Cực Băng. Trong khoảnh khắc nắm tay đánh trúng, tiếng quát lạnh vang thầm trong lòng Tiêu Viêm, cỗ ám kình đáng sợ giấu ở trong nắm đấm cùng bộc phát một loạt, truyền vào thân thể, rồi trong chớp mắt nổ mạnh dưới sắc mặt hoảng sợ của tên trưởng lão kia. Cái này mới là công kích chí mạng thật sự, trực tiếp làm cho tên trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm. Bất quá máu tươi vừa rời khỏi miệng, đã hóa thành một vệt máu quỷ dị bắn thẳng vào mặt Tiêu Viêm. Ánh mắt Tiêu Viêm cũng không chớp lấy một cái, lúc luồng máu tươi sắp đến thì một luồng hỏa diễm bích lục hiện ra, trực tiếp đốt nó thành xương khói, trong màn xương tràn ngập mùi lạ, hiển nhiên trong máu này có chứa kịch độc. Mặc dù nói thì dài, nhưng từ lúc Tiêu Viêm lưu lại tàn ảnh đến lúc hai người giao tranh mãnh liệt, bất quá cũng chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi. Đợi đến khi sinh cơ trong mắt tên trưởng lão mất đi, thân thể rơi ầm xuống đất thì Ngô Nhai mới kinh hoàng xoay người, ánh mắt hoảng sợ nhìn vào bóng lưng của Tiêu Viêm. Tầm mắt nhanh chóng liếc qua tên trưởng lão đấu hoàng đang rơi xuống, trong lòng Ngô Nhai phát lạnh, chỉ mới vài hiệp, một gã 4 tinh đấu hoàng đã chết trên tay người ta. Đến giờ, hắn mới rốt cục hiểu được sự ngu xuẩn của mình, người thanh niên này không phải là một tên nhất tinh đấu hoàng bình thường. Khó trách lại được thiên độc nữ mời đến áp trận, quả nhiên không phải bình thường. Trong vòng chiến hỗn loạn kia, chớp mắt Tiêu Viêm đã giết chết một gã đấu hoàng, cũng đã thu vào trong mắt của các cường giả hai bên đang chiến đấu, trong lòng mọi người lập tức dâng lên nỗi hoảng sợ. Trong lòng người Độc Tông thì hiện lên sự kinh hỉ, người mà tông chủ mời đến quả nhiên không phải tầm thường. Giờ phút này, các cường giả Độc Tông vốn mang lòng hoài nghi mấy người Tiêu Viêm, thì sự nghi ngờ cũng tan thành mây khói, thực lực Tiêu Viêm thể hiện đủ để làm thượng khách của Độc Tông bọn họ. Đương nhiên, so với bên người Độc Tông, sắc mặt các cường giả bên Vạn Hạt Môn hơi khó coi. Cho dù lấy thực lực của Vạn Hạt Môn, cũng không có khả năng không thèm để ý việc một gã cường giả đấu hoàng ngã xuống. Dù sao chiến lực như thế thì đã ở trong tầng cao nhất của môn phái, tổn thất bớt một người cũng làm cho họ cực kỳ đau lòng. Hơn nữa, điều làm cho bọn họ kinh hãi nhất là ai cũng không ngờ tới bên trận doanh của Độc Tông. Ngoại trừ Tiểu Y Tiên vẫn còn cường giả như Tiêu Viêm, chỉ trong ngắn ngủi vài hiệp đã đánh chết một tên cường giả đấu hoàng. Phớt lờ vô số ánh mắt kinh hãi, vui mừng xung quanh, tầm mắt Tiêu Viêm chậm rãi chuyển về phía Ngô Nhai, hướng về hắn mỉm cười. Nhìn thấy Tiêu Viêm tươi cười, Ngô Nhai cũng cực kỳ cảnh giác, vội vàng lui về sau vài bước, sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Viêm. Đấu khí trong cơ thể vận chuyển với tốc độ tối đa, hiện tại hắn không dám khinh thường chút nào cả. Cũng nên nhanh chóng thu thập ngươi thôi. Hướng về Ngô Nhai cười cười, tay Tiêu Viêm đột nhiên kết xuất ra một thủ ấn huyền dị, thủ ấn vừa chuyển, vô số tàn ảnh hiện lên, mà theo sự biến hóa phức tạp của thủ ấn, năng lượng thiên địa xung quanh cũng kịch liệt rung chuyển. Nhận thấy được năng lượng thiên địa xung quanh rung chuyển, trong mắt Ngô Nhai hiện lên sự kinh hãi, trong lòng hơi hối hận vì đã chủ động tìm tới Tiêu Viêm, với sự biến hóa như thế, rõ ràng người kia đang thi triển một loại đấu kỹ có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Ý niệm vừa hiện lên trong lòng, nháy mắt sau đó, Ngô Nhai cắn mạnh hàm răng, trong mắt hiện lên hàn quang. Dưới tình huống đại chiến như thế này, nếu hắn mà trốn chạy thì ngày sau khó mà sống yên tại Vạn Hạt Môn. Nếu lui đã không được thì chỉ còn nước động thủ, nghĩ đến đây, khuôn mặt Ngô Nhai đột nhiên trở nên dữ tợn, trên mặt lộ ra hoa văn hình dạng một con ngô công màu đen, vô cùng đáng sợ. Đấu khí nồng đậm trào ra từ trong cơ thể Ngô Nhai, cuối cùng dưới sự điều khiển của bàn tay khô héo này, đấu khí nhanh chóng hóa thành một con ngô công bằng năng lượng dài chừng 7-8 trượng khổng lồ. Nhìn thấy con ngô công kia thành hình, Ngô Nhai kia thở dài nhẹ nhõm, cắn đầu lưỡi một cái, phun thẳng một ngụm máu tươi ra, thấm vào trong con ngô công do năng lượng tạo thành. Theo ngụm máu thấm vào, con ngô công năng lượng kia nhanh chóng hóa thành màu đỏ, nhìn qua càng thấy dữ tợn hơn. Đi! Ngón tay chỉ hướng Tiêu Viêm, Ngô Nhai gầm lên một tiếng, huyết sắc ngô công khổng lồ kia gầm lên. Thân thể hóa thành một luồng huyết ảnh xẹt qua bầu trời, xen lẫn là mùi tanh nồng nặc, mãnh liệt hướng về phía Tiêu Viêm. Ánh mắt bình tĩnh nhìn huyết sắc ngô công đến gần, biến hóa của thủ ấn Tiêu Viêm vẫn không chậm lại chút nào, ngay lập tức, thủ ấn đột nhiên ngưng tụ rồi hình thành một cái ấn kết hơi quái dị, mà năng lượng thiên địa dung chuyển xung quanh lúc này cũng ngừng lại. Khai Sơn Ấn. Tiếng quát thầm vang lên trong lòng, trên mặt Tiêu Viêm hiện lên chút hồng, đấu khí mênh mông trong cơ thể chạy liên tục trong các kinh mạch đặc thù, ngưng tụ lại trong tay không dứt, vẻn vẹn chỉ một lần hít thở, quang mang trên bàn tay sáng bừng lên, rồi một quang ấn năng lượng lớn tầm 1 trượng hiện ra trong bàn tay Tiêu Viêm, phóng ra mãnh liệt. Quang ấn năng lượng xuyên qua bầu trời, không gian lúc này đều rung chuyển dữ dội, nơi quang ấn đi qua, không khí bị tản đi, tạo thành một vùng chân không, mà khi mọi người nhìn thấy uy thế của quang ấn như thế, sắc mặt phần lớn lại khẽ biến. Quang ấn cùng huyết sắc ngô công thoáng hiện nơi chân trời, rồi va chạm trực tiếp với nhau dưới sự chứng kiến của bao ánh mắt. Thình thịch. Tiếng đổ trầm thấp vang vọng khắp bầu trời, từng luồng năng lượng gợn sóng giống như thực chất khuếch tán ra xung quanh. Dưới sự khuếch tán đó, các cường giả thuộc song phương ở chung quanh vội vàng tránh né, sợ chịu phải nổi khổ cá trong chậu. Hai bên vừa tiếp xúc, vẻn vẹn chỉ trong vài cái chớp mắt, con rết màu đỏ kia đã không chống đỡ nổi, nổ tung, tia máu bắn ra xung quanh. Huyết sắc ngô công bị phá, sắc mặt Ngô Nhai trắng nhợt, một vệt máu tràn ra từ miệng, trong mắt tràn ngập sự khó tin. Huyết sắc ngô công kia là một loại năng lượng thực hóa đấu kỹ mà hắn vẫn tự hào, uy lực cũng khá mạnh, không ngờ tới mới đụng độ có một lần, đã bị phá đi. Quang ấn lấy đà nghiền nát huyết sắc ngô công kia, gào thét xuyên qua tầng huyết vụ, thoáng một cái đã hiện trên đỉnh đầu Ngô Nhai, ầm ầm nện xuống dưới vô số ánh mắt kinh hãi. Luồng sáng rực rỡ soi tỏ sự kinh hãi trong đôi mắt của vô số người, rồi hung hăng nện mạnh lên thân thể của Ngô Nhai, liền đó một tiếng nổ kinh thiên động địa ầm ầm vang vọng khắp nơi. Dính một đòn nghiêm trọng như vậy, thì dù Ngô Nhai có là đấu hoàng đỉnh phong cũng chịu không thấu. Sắc mặt lập tức tím hồng lên kỳ dị, cổ họng thấy ngọt một chút, đã lập tức phun ra một búng máu tươi tung tóe khắp nơi. Khí tức toàn thân suy nhược đến cực độ, hai đôi cánh đấu khí chập chờn mờ tỏ, rồi trong cơn đau buốt nhói ở ngực mà choáng váng hôn mê, rơi thẳng xuống đất. Cường giả ở hai phía kinh ngạc nhìn Ngô Nhai trọng thương mà rơi xuống đất, trong phút chốc trong lòng đều trào dâng một nỗi sợ hãi khôn lường. Nhìn đến thân ảnh vận hắc bào lơ lửng trên trời kia mà thầm sinh ra một nỗi e ngại khó hiểu. Nếu như lúc trước Tiêu Viêm đánh chết vị trưởng lão nọ, người khác còn có thể bảo do hắn sử dụng bí pháp mà thành công. Nhưng hiện tại Ngô Nhai chẳng phải là một gã đấu hoàng đó sao? Nhìn khắp hai bên, ngoại trừ đám người Tiểu Y Tiên ra, thì dù Hạt Sơn, môn chủ Vạn Hạt Môn ra tay, cũng có ly thắng nhưng tuyệt đối không thể trong một tích tắc nhất kích chấn thương y như thế. Nhưng mà gã hắc bào thanh niên trẻ tuổi này lại làm được điều tưởng như không thể ấy, khiến trong lòng rất nhiều người đã bắt đầu dậy sóng. Không để ý tới những ánh mắt kinh hoàng thất thố xung quanh, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, lấy nhanh ra từ nạp giới mấy viên đan dược hồi phục đấu khí bỏ vào trong miệng. Dù hắn hôm nay đã chính thức tiến vào cảnh giới đấu hoàng để có thể thi triển được khai sơn ấn, thế nhưng cũng phải hao tổn một lượng cực lớn đấu khí. Nhưng vẫn còn may, bởi ít ra không như những lần trước thi triển ra nó đều làm cho toàn thân suy nhược a. Đan dược vừa dung nhập vào cơ thể, cảm giác đấu khí trống rỗng khó chịu cũng đã tiêu tan. Tiêu Viêm thờ ơ nhìn Ngô Nhai đang rơi xuống, hắn biết, lão gia hỏa này cùng lắm là trọng thương thôi, chứ chưa bị đánh chết. Chỉ cần tĩnh dưỡng vài tháng thì sẽ có thể khôi phục lại thực lực rồi. Đối với phương châm trảm thảo trừ căn, diệt tận sát tuyệt không để lại hậu quả của hắn từ trước tới nay, làm sao có thể dung dưỡng những chuyện đại loại như vậy xảy ra. Trong mắt lóe lên một tia sát ý, trên đầu ngón tay Tiêu Viêm liền ngưng tụ ra ngọn hỏa diễm xoáy tròn chôn ốc, vừa định bắn về phía Ngô Nhai thì đã nghe vang lên một tiếng gầm giận dữ. Một đạo kình khí tanh tưởi sắc bén như gió lốc đã cuộn đến sau lưng hắn. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy khiến sắc mặt Tiêu Viêm nhất thời trầm xuống, hắn có thể cảm giác được từ đạo kình phong này, người xuất thủ rõ ràng là mạnh hơn vài phần so với Ngô Nhai. Mà người ở trong hạt môn có thể mặc kệ quy củ, lại có thực lực như thế, còn ai ngoài môn chủ Vạn Hạt Môn, Hạt Sơn nữa. Ý niệm đó vừa thoáng hiện lên trong đầu, Tiêu Viêm cũng không thèm quay người chống đỡ. Mà ngân mang dưới chân lại sáng bừng, một đạo âm thanh rền rĩ như sấm nổi lên, đồng thời thân hình của hắn cũng khẽ lay động. Trong nháy mắt ngân mang hiện lên, đạo kình phong sắc bén kia cũng đã ảo tới, hung hăng ác độc đánh thẳng vào hậu tâm Tiêu Viêm như muốn giết hắn ngay tại chỗ. Nào ngờ đâu chẳng nghe được âm thanh trầm thấp của sự va chạm, chỉ thấy một ngọn đoàn côn lam sẫm nhọn hoắc xuyên thấu qua cơ thể của Tiêu Viêm bắn thẳng lên trời. Tàn ảnh. Nhìn thấy lam côn xuyên qua cơ thể Tiêu Viêm mà không thấy một giọt máu nào rơi ra, đồng tử Hạt Sơn co rút lại, đoàn côn loạn động một hồi, đem tàn ảnh của tiêm xé rách tung ra, rồi mới đảo ánh mắt liếc quanh, thì vô cùng tức giận khi thấy Tiêu Viêm đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Ngô Nhai. Như cảm nhận được cái nhìn phẫn nộ của Hạt Sơn, Tiêu Viêm ngẩng lên nhìn lão cười nhạt. Hỏa diễm xoắn ốc trong tay rít lên như một mũi khoan, chẳng ngần ngại hay lưu tình gì trực tiếp đâm thẳng vào thiên linh cái Ngô Nhai. Ngay lập tức một lỗ máu đen thẫm xuất hiện, chút sinh cơ còn sót của lão tiêu tán hoàn toàn, nơi ánh mắt chỉ còn đọng lại nỗi sợ hãi và kinh dị vô biên. Tên khốn kiếp kia, hạt môn ta thể cùng ngươi không chết không thôi. Nhìn thấy Tiêu Viêm đem mình ra làm trò đùa, lại trước mặt mình giết chết Ngô Nhai, Hạt Sơn kia đùng đùng nổi giận, trợn mắt độc ác nhìn Tiêu Viêm gầm gừ. Đánh chết Ngô Nhai, Tiêu Viêm thầm thở ra một hơi, tiêu hao đấu khí nhiều như vậy để thi triển khai sơn ấn, nếu là kết quả vẻn vẹn chỉ là trọng thương đối thủ, thì làm sao hắn có thể thỏa mãn. Hơn nữa, nhìn vào mắt tên kia cũng đủ thấy lão có oán cừu với mình, nếu còn tha mạng cho lão thì còn đâu là tác phong hành sự của Tiêu Viêm nữa. Đối với Hạt Sơn bên kia đang kêu gào giận dữ, Tiêu Viêm chỉ xem như gió thoảng bên tai, nếu như không giết Ngô Nhai hoặc giả độc tông thất bại, bọn chúng có tha cho đám người của mình hay không chứ, cho nên, với lời lẽ uy hiếp này, hắn chẳng thèm quan tâm. Khẽ phủi tay, Tiêu Viêm ngước nhìn vẻ mặt dữ tợn của Hạt Sơn, cười, xấu hổ quá, Hạt Sơn môn chủ nói ra hơi chậm a. Tiểu tử, có gan thì xưng tên ra, đừng giống như bọn chuột nhát giấu đầu lòi đuôi như thế. Hạt Sơn thâm trầm nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, lăm lăm đoàn côn màu lam trong tay, quát lớn. Trước đây, lúc Tiêu Viêm đánh chết tên trưởng lão nọ, Hạt Sơn đã để ý đến hắn rồi, nhưng vì bị một gã cường độc tông làm vướng tay vướng chân, trong một sớm một chiều khó thể thoát ra. Ai ngờ khi hắn đánh ngã tên độc tông kia xuống, thì Tiêu Viêm cũng đồng thời một kích trọng thương Ngô Nhai, khiến cho hắn tức điên người lên. Cường giả cỡ Ngô Nhai, dù là trong Vạn Hạt Môn cũng không có nhiều, nếu lỡ chết ở đây mà để hạt lão biết được, chỉ sợ sẽ nổi cơn lôi đình. Cho nên hắn không kịp truy sát tên độc tông kia, đã vội vã chạy đến tiếp cứu, không nghĩ tới, Tiêu Viêm lại lẫn như trạch, đem hắn đùa giỡn, còn đánh chết cả Ngô Nhai. Nham Kiêu, nếu Hạt Sơn môn chủ đã coi trọng như vậy, làm sao ta lại từ chối chứ? Nhớ kỹ nha, tên ta đó. Tiêu Viêm vẫn cười, vừa nói vừa quét mắt nhìn chiến trường hỗn loạn xung quanh. Trong lòng khẽ thở dài, cường giả của độc tông cũng không nhiều như hắn nghĩ, tuy nói là còn 5 vị trưởng lão ở phía sau. Nhưng số lượng đấu hoàng so với Vạn Hạt Môn quả là ít hơn nhiều, mà đấu vương thì lại nhiều hơn một ít. Vì như thế, hai bên đều tổn thương thảm liệt, không ngừng có người trọng thương nằm xuống, nhưng cục diện vẫn chưa lệch hẳn về bên nào. Miệng lưỡi quả nhanh nhảu đó tiểu tử. Hạt Sơn trong mắt lóe lên hàn ý âm trầm, lại ngước nhìn lên chiến trường đấu tông ở phía trên đang tràn ngập năng lượng khủng bố, rồi đưa mắt nhìn quanh, trầm giọng nói, chỉ biết dựa vào nơi hiểm yếu mà chống đỡ, xem ra độc tông hôm nay khó thoát khỏi mối họa toàn diệt a. Vừa dứt lời, Hạt Sơn đã lấy ra từ nạp giới một cái còi màu lam, một đạo âm thanh ô ô ngắn gọn sắc bén liền vang lên, lan truyền ra xa. Nhìn thấy cử động của Hạt Sơn, Tiêu Viêm chợt thất kinh, đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng không hề phát hiện điều gì lạ, chẳng lẽ đối phương chỉ làm bộ làm tịch vậy thôi sao? Đang còn nghi hoặc phân vân thì hắn đã thấy đỉnh núi trước mặt hơi rung động, rồi từ cái khe núi đầy độc vụ chợt vang lên những âm hưởng tê tê sắc nhọn. Trong nháy mắt một con quái vật thật lớn lao ra từ đó, thu hút tất cả mọi người. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn con quái vật khổng lồ ở tít đằng xa kia, cau mặt lại. Con vật mới xuất hiện, thoáng nhìn tựa như một con bò cạp khổng lồ chừng 10 trượng, mà trên lưng nó còn có 4 cặp cánh to lớn. Những cái chân sừng sững lông lá đen thui, mọc đầy răng cưa sắc bén. Cái đuôi khổng lồ ẩn hiện tử mang, đong đưa vung vẫy không ngừng, mà nơi đầu chóp lại là một cái mũi nhọn lập lòe hàn quang, nhìn cũng biết là sắc bén vô bì. Đột nhiên xuất hiện một con bò cạp khổng lồ như vậy, đã khiến mọi người chú ý, mà một ít cường giả của Độc Tông vừa nhìn đã thất kinh hô to, Tứ Dực Thiên Ma Hạt, làm sao nó có thể xuất hiện ở đây? Tiêu Viêm cũng ngưng trọng nhìn con bò cạp hung hãn to lớn ấy, hắn có thể cảm nhận được, nó chính là một con ma thú lục giai hàng thật giá thật a. Khửa khửa, đây chính là do Hạt lão tốn biết bao công sức mới có thể thu phục làm Chấn Tông ma thú. Hôm nay là lần đầu tiên hiện thân, để cho các ngươi nếm mùi lợi hại của nó đi nha. Hạt Sơn cười quái dị, rồi lại huýt lên một tiếng còi. Sóng âm kỳ quặc vừa vang lên, Tứ Dực Thiên Ma Hạt liền rít lên một tiếng chói tai, bốn cánh vĩ đại như cánh chim lập tức phe phẩy, tựa thiên thạch ầm ầm lao thẳng về phía Tiêu Viêm. Từ trên trời ép xuống một đạo kình phong mạnh mẽ kinh khủng như vậy khiến cho Tiêu Viêm phải nhíu mày, ngân quang nơi chân lại lóe lên, thân hình tức khắc bắn lùi ra sau. Hắc hắc, còn muốn chạy sao? Lúc nãy không phải ngươi rất kiêu ngạo sao? Nhìn thấy Tiêu Viêm như thế, Hạt Sơn lại cười lạnh. Thân hình lão liền nhoáng lên đã xuất hiện ở một bên người hắn, đoàn côn lam sắc mang theo mùi vị khác thường, nhắm thẳng đầu Tiêu Viêm đập xuống. Tiêu Viêm khẽ rút đầu tránh khỏi đoàn côn, vừa định tiếp tục chạy ra thì đã lại nghe trên đầu phả xuống một đạo kình phong bén nhọn tanh tưởi phá không đâm xuống. Thì ra là cái đuôi khổng lồ của Tứ Dực Thiên Ma Hạt đã thình lình tập kích hắn. Biết đạo kình phong kia sắc nhọn vô cùng, Tiêu Viêm nắm chặt tay lại, vung mạnh trọng huyền xích vừa chợt hiện ra, hung hăng chém ngược lên trời, va thẳng vào cái đuôi kinh khủng nọ. Ầm một tiếng đã đẩy lui được cái đuôi đó ra, nhưng đồng thời hắn cũng bắn văng ra sau. Cùng với ma thú so đấu lực lượng, rất ít người có thể chiếm được thượng phong. Chết tiệt, một người một thú lại có thể phối hợp ăn ý vậy sao? Công kích liền lạc như nước chảy mây trôi, chẳng khác như một người thi triển ra cả. Cái còi kia thật nguy hiểm, phải tìm cách đánh văng nó đi. Nắm bàn tay có chút tê dại, nhãn thần Tiêu Viêm liền âm trầm hẳn, thầm lẩm bẩm trong lòng. Ngay khi ý niệm còn đang xoay chuyển trong đầu, thì Tứ Dực Thiên Ma Hạt nào cho hắn nhàn rỗi, hai cái càng tổ bố đen thui như sắt đã vũ động liên tục, nhắm hắn cắt ngang. Cảm giác được thế công của Tứ Dực Thiên Ma Hạt đang gắt gao nhắm vào mình, Tiêu Viêm liền cau mày, định né tránh thì từ trên bầu trời lại nghe những tiếng rít chói tai mạnh mẽ truyền đến, mà cặp càng khổng lồ kia cũng bất ngờ dừng lại. Đột ngột xảy ra chuyện như vậy, làm cho cả Tiêu Viêm và Hạt Sơn đều kinh ngạc vô cùng. Trong khi bọn họ đang còn ngẩn người ra ở đó, đã nghe một tiếng cười thanh thúy trong trẻo từ phía xa xa truyền lại. Đại gia hỏa này là của ta, Tiêu Viêm ngươi cứ yên tâm thu thập tên kia đi nhé. Đến đây thì cũng khép lại phần 5 tập 77 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.